tin chúng tôi vừa mới nhận được, vào lúc 16 giờ hôm nay thì tàu cá của Trung Quốc số 11209 đã đâm chìm tàu cá DNA 90152 của Việt Nam ở Nam Tây Nam giàn khoan Hải Dương 981 cách 17 hải lý. 10 trên 10 ngư dân của chúng ta đã được các tàu của ta vớt lên an toàn và hiện thì còn có 40 tàu cá của Trung Quốc đang bao vây nhóm tàu cá của ta tại khu vực trên.